Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Chỉ với một tấm hình, thánh lố Ngô Thư Hân gây sốt với vị xua ngút ngàn đấu chuẩn tiểu thư khuê các. Ngô Thư Hân khiến các fan xao xuyến, khiến tấm hình tiêu biểu trên sân khấu. Chỉ sau vài tập Thanh Xuân Có Bạn lên sóng, Ngô Thư Hân đã trở thành thí sinh đình đám nhất bởi gia thế khủng cùng tính cách bị chê điệu, chảy nước và phát cuồng đi xa. Tuy nhiên, cô nàng càng ngày càng thu hút được nhiều fan như hình ảnh tươi sáng, thái độ tích cực, không ngừng mỉm cười và có vô số meme trên mạng xã hội. Dường như dân tình đã cực quen với cách biểu cảm chu môi, dỗi hờn, ánh mắt long lanh nhìn mọi thứ xung quanh và quên mất vì xua của cô nàng đỉnh tới nhường nào. Vậy nhưng mới đây, hình ảnh biểu diễn của Ngô Thư Hân trong tập 5 của chương trình bất ngờ được chia sẻ và gây bão lớn. Cô nàng khiến dân tình trầm trồ bởi nhan sắc siêu xinh, thân thái tràn đầy tự tin và ngọt ngào, ánh mắt khiến bao fanboy phải xao xuyến. Chỉ với một tấm hình thôi, Ngô Thư Hân gây bão khi nhiều tài khoản blogger của netizen cùng nhau chia sẻ rất nhiều bình luận dành tặng cho lời khen của cô nàng thánh dẹo có tấm hình quá xuất sắc, yêu tinh làm mẫu của chúng ta xinh ghê, xinh yêu quá đi mất, mong chờ những tấm hình khác, thiên kim tiểu thư của lòng tôi, vân vân. Các fan của Ngô Thư Hân còn tìm thêm được một số hình ảnh của cô nàng trong buổi ghi hình này. Một vài khoảnh khắc bây giờ mới được chia sẻ của Thư Hân khi ghi hình tập 1. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.